huấn luyện viên Ren chính thức gia nhập SBTC. Cách đây nửa tháng, cộng đồng đã đồn đoán huấn luyện viên Ren sẽ gia nhập SBTC trong mùa giải 2023. Nguyên nhân vì Gaming House của đội tuyển này xuất hiện một thành viên giấu mặt với trang phục giống ngài Ren. Cho tới hôm nay, SBTC không còn úp mở nữa mà đã chính thức hé lộ. Ren, Nguyễn Văn Trọng chính thức trở thành huấn luyện viên trưởng cho SBTC Esports. Với kinh nghiệm huấn luyện đầy mình cũng như khoảng thời gian chinh chiến ở các giải quốc tế, Ren chắc hẳn là mảnh ghép không thể thiếu giúp SE hoàn thiện hơn về mặt chiến thuật, đồng thời còn là liều thuốc cải thiện tâm lý cực kỳ tốt cho các tuyển thủ để chuẩn bị cho một VSEP mùa xuân 2023 đang rất cận kề. Sự bổ sung lần này chính là một trong những cú nổ lớn nhất trên thị trường chuyển nhượng, đồng thời sẽ củng cố thêm hy vọng về một thứ hạng khả quan hơn của SE tại mùa tới. Trước đấy, rất nhiều fan đã gửi lời khen ngợi huấn luyện viên Ren vì những màn cấm trọn của anh tại cả giải quốc nội và quốc tế. Đặc biệt, ngài Ren còn được nhiều fan nhận xét là nghiêm khắc hơn huấn luyện viên Sạch rất nhiều. Vậy nên sự có mặt của anh có lẽ sẽ giúp SE mạnh mẽ và chuyên nghiệp hơn rất nhiều trong mùa tới. Trở lại với đội hình SBTC, hiện nay Tam Kê Hội đang chống vị trí xạ thủ trong đội hình chính. Vậy nên một số fan đồn đoán SBTC sẽ có thêm một số bàn hợp đồng nữa thay vì dùng duy nhất Vinboy ở đường dưới.